Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì ở video này thì mình sẽ làm cái một cái video ý nghĩa, hay và ý nghĩa. Đó là video giới thiệu về bà của mình. Đó chính là bà nội của mình. Các bạn ơi, bà mình đang đọc kinh luôn. Bà mình đang đọc kinh nha các bạn. Đó. Mình sẽ lại gần hơn để nói chuyện với bà và quay video về bà nha các bạn nhé. Sáu đường khó không nói được, nay gặp tri thức con được nghe danh hiệu đỉnh nguyện tâm nguyện cộng bà đức, mình đang đọc công kinh đức Phật A Di Đà lòng một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sanh. Bà đang đọc gì bà? Bà đang đọc gì đấy? Đọc kinh chứ đọc gì? Đọc bây giờ bà biết bây giờ mấy giờ rồi không? Hử? Bà biết bây giờ mấy giờ rồi không? Hả? Đọc cái này. Bà biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bài này thì ta nghỉ. Bây giờ là mấy giờ? 11 giờ rồi. Bà không đi ngủ à? Cái bài thì nghỉ hai cái bài. Đọc, bà đang đọc kinh á? Cái này mày đi ra đấy đi. Cái này bà con đang quay video. Con đang quay video đấy. Con đang quay, con đăng lên mạng đấy. Để quay lên mạng cho tao này. Để con giới thiệu với mọi người là bà của con này làm video kỷ niệm. Đấy. Đấy là bà có thể giới thiệu với mọi người bà năm nay bao nhiêu tuổi không? 91 tuổi. Đấy, bà mình năm nay là 91 tuổi nha các bạn nhé. 91 tuổi mà đang bây giờ vẫn đang ngồi đọc kinh hàng 11 giờ. Vẫn ngồi đọc kinh hàng ngày. Chẳng bỏ phóng quang tiếp thọ đệ tử chúng con chưa biết Phật thân thượng tất quang minh nguyện Phật di di quay này cho mọi người xem nhé. Con có ở. Ui, chữ nó bị ngược à? Con nguyện được thấy lại thấy thưởng màu quan âm thế chí các chúng con quay cái video này lại để làm kỷ niệm bà thế giới thật thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ con nguyện tâm chung không trở ngại A Di Đà đến nước từ xa quan tâm cam đồ nước mười nơi điều thế chí kim đài trao đỡ gót trong một xót mà lìa trước khoang tay co duỗi đến liên trì khi hoa sen nở thấy tử vi tâm nghe tiếng phát âm lòng sáng tỏ nghe xong điện mộ vô danh hiểu không rời an thường lại tha bà khéo đem phương tiện kẻ quan sanh hãy lấy trần lao làm Phật sử con nguyện như thế Phật chứng chi hết một cuộc về sau được thành tựu. Bà ngày nào bà đọc nè? Không, từ này tôi đọc, này gần hết năm tôi đọc đấy. Thỉnh thoảng bà vẫn đọc phải không? Còn có đọc đâu. Tụng kinh niệm Phật, lại Phật, công đức thù thắng, thành vô biên thắng, phước giải hồi hướng, thổ nguyện hát giới chư chúng sát, phản hiệu trừ, nguyện y thức công đức, phổ cấp ư nhất thiết ngã tặng giữa chúng sanh giai cộng thành Phật đạo nguyện thôi tập đây hết đọc. Bà đọc nốt đi bà. Ôi, đọc nốt đi đọc xa lắm. Hết rồi đấy còn đọc nốt trang này này đấy còn nốt trang này đây không đọc nữa đây không đọc nữa đây ta đọc một tác cô đọc hết một quyển sách rồi không ôi từ nay giờ đọc thêm một cửa sách rồi nhanh đi. Thế bây giờ bà có đọc gì nữa không? Thôi chả đọc đang nghỉ. Em nghỉ về đi ngủ à? Ngủ. Mai đọc tiếp. Không chả đọc.
À, đến ngày rằm là lại đọc tiếp, đến ngày rằm lại đọc tiếp. Mùng 1 đi đọc, mùng 1 mà người kia không làm gì không? Tết thì đọc năm mới. Bà mình còn rất là khỏe nha mọi người nhé này. Hả? Bà tập thể dục đi cho mọi người xem. Thế nào? Tập thể dục đi. Bà tập thể dục kia, bà đứng xe ra kia. Bà tập thể dục cho mọi người xem. Đấy. Bà mình còn rất là khỏe nhá, năm nay bà 91. 91 tuổi. Đấy. 91 tuổi mà gồng gánh rất là khỏe nhá mọi người nhá. Đấy. Tôi là cô 8 dậy á. Đấy mọi người thấy không? Đây là điều mà gia đình nào cũng mơ ước. Hả? Ai cũng muốn có một cái sức khỏe như này, như bà mình. Đấy, như nhà mình may mắn là bà mình còn rất là khỏe. Thôi bà đi ngủ à? Bà mở đi. Bà mở cửa, mở ra con khóa chốt rồi, bà mở ra. Con đang chốt đấy, bà mở ra đi. Bạn ra, bạn ra ngoài kia mà. Bạn bên kia. Ngược lại. Đấy. Rồi. Thôi nhá. Bà mình đi nghỉ đây, mình chào tất cả các bạn nhá. Đi nghỉ đi, chờ cứ làm cái trò gì cũng như đó. Hay quá. Quá. Bà chào tất cả các bạn đi. Bà chào tất cả mọi người, bà bỏ thế dạo này. Bà nhiều vậy lắm. Bye bye nha. Buồn cười quá. Thôi quay. Lần đầu tiên quay bà buồn cười quá. Rồi, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Đấy, 91 tuổi mà gồng gánh rất là khỏe nha mọi người nha. Đấy, tôi là cô 8 dậy á. Đấy mọi người thấy không? Đây là một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sanh. Bà đang đọc gì bà? Bà đang đọc gì đấy? Đọc kinh chứ đọc gì? Đọc bây giờ bà biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bà biết bây giờ mấy giờ rồi không? Hả? Đọc rồi. Bà biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bài này thì ta nghĩ. Bây giờ là mấy giờ? 11 giờ rồi. Bà không đi ngủ à? Cái bài này thì nghĩ hai cái bài này. Đọc, bà đang đọc kinh á? Cái bài này đi ra đấy đi. Cái này bà ơi, bà con đang quay video. Tôi đang quay video đấy. Con đang quay, con đăng lên mạng đấy. Để quay lên mạng cho tao. Để con giới thiệu với mọi người là bà của con này làm video kỷ niệm. Đấy. Đấy là bà có thể giới thiệu với mọi người bà năm nay bao nhiêu tuổi không? 91 tuổi. Đấy, bà mình năm nay là 91 tuổi nha các bạn nhé. 91 tuổi mà đang bây giờ vẫn đang ngồi đọc kinh hàng 11 giờ. Vẫn ngồi đọc kinh hàng ngày. Chẳng bỏ phóng quang tiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết Phật thân thượng tất quang minh, nguyện Phật di chi. Quay này cho mọi người xem nhé. Con có ở. Chữ nó bị ngược à? Con nguyện được thấy lại thấy thượng màu Quan Âm Thế Chí các chúng con quay đi cái video này lại để làm kỷ niệm bà. Thế giới thật thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Con nguyện tâm trung không trở ngại A Di Đà đến nước từ xa quan tâm cam độ nước mười nơi điều thế chí kim đài trao đỡ gót trong một xót mà lìa trước khoang tay co duỗi đến liên trì
Khi hoa sen nở thấy tử vi tâm, nghe tiếng phát âm lòng sáng tỏ, nghe xong điện mộ vô danh, hiểu không rời an thường lại tha bà. Khéo đem phương tiện kẻ quan sanh, hãy lấy trần lao làm Phật sử, con nguyện như thế Phật chứng chi. Hết một cuộc về sau được thành tựu. Bà ngày nào bà đọc nè? Không, từ nay tôi đọc, từ nay gần hết năm tôi đọc đấy. Thỉnh thoảng bà vẫn đọc phải không? Còn có đọc đâu. Tụng kinh niệm Phật, lại Phật, công đức thù thắng thành vô biên thắng, phước giải hồi hướng, thổ nguyện hết giới chưa.